Kính chào bà con nông dân và các bạn đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa bà con, do ảnh hưởng của hình thái thời tiết nắng mưa xen kẽ, độ ẩm trong đất và trong không khí tăng cao, nhiều diện tích cà phê chè ở Lâm Đồng đã bị bọ xít muỗi gây hại. Giải pháp quản lý đối tượng trên sẽ có trong phần cuối của chương trình. Trước hết, mời bà con cùng điểm qua một số thông tin nông nghiệp khác sẽ được chúng tôi cập nhật trong 365 ngày chuyển động hôm nay. Hiệu quả từ mô hình trồng sen macca trong vườn cà phê ở Duy Linh. Nông dân huyện Duy Linh đầu tư chăn nuôi theo quy trình Việt Gáp. Tỉnh Gia Lai, nông hội trồng cà phê bền vững 4C, phát huy hiệu quả gắn kết nông dân. Dự kiến sẽ có hơn 1,2 triệu tấn tre cây để thu hoạch trong quý 2 năm 2022. Thưa bà con, để nâng cao hiệu quả sản xuất, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đã phối hợp với các xã Đinh Lạc, Liên Đầm, Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh triển khai mô hình trồng sen macca trong vườn cà phê. Nhờ có sự chuẩn bị kỹ càng về nhiều mặt, mô hình nói trên không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế khả quan, mà đây còn là mô hình điểm để nhiều nông hộ trong tỉnh tìm hiểu và nhân rộng. Theo đó, 69 nông hộ tham gia mô hình được tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây macca, thu hoạch bảo quản macca. Bằng phương pháp đó, bà con nông dân đã hiểu thêm về đặc tính sinh trưởng của cây macca, nhận thức được khi trồng sen cây macca trong vườn cà phê, góp phần tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích, giảm rủi ro về thị trường, tăng độ che phủ đất. Trồng sen cây macca trong vườn cà phê góp phần canh tác cà phê bền vững. Với quy trình chăm sóc đảm bảo, 45 hectare macca trong mô hình sinh trưởng và phát triển ổn định, tỷ lệ sống đạt 97%, cây ít sâu bệnh hại, năng suất bình quân dao động từ 30 kg hạt một cây, thu nhập ở những mô hình trồng sen đạt từ 60 triệu đến 100 triệu một hecta. Theo kinh nghiệm của nhiều nhà vườn, khi trồng macca sen trong vườn cà phê, bà con cần chú ý tạo tán ban đầu để cây có thân chính và bộ tán cân đối, sau này sẽ cho năng suất quả cao. Phương pháp tạo tán phải tùy vào từng giống. Với những giống có ưu thế sinh trưởng ở ngọn yếu, không cần cắt ngọn thân chính, cây cũng tự phân cành. Với giống có ưu thế sinh trưởng ngọn mạnh, bà con cần cắt ngọn thân chính để xúc tiến phân cành. Giai đoạn mới trồng cần chú ý phòng trừ sâu đục thân, sâu cuốn lá, rệp. Sau khi trồng 2 đến 3 năm, khi cây đã phát triển tốt, cần tỉa bỏ những cành nhánh ở thân chính độ cao từ 0,8 đến 1 mét trở xuống để gốc thông thoáng, giảm sâu bệnh hại. Không nên tỉa sớm cành để cây phát triển tốt, giúp bộ rễ phát triển mạnh ăn sâu vào đất, tăng khả năng chống chịu với gió bão. Cũng tại địa bàn huyện Di Linh, bên cạnh nhiều loại cây trồng thế mạnh, bà con nông dân còn chú trọng chăn nuôi theo quy trình tiên tiến mà phổ biến hiện nay là chăn nuôi Việt Gáp. Hướng đầu tư này vừa giúp nhà nông kiểm soát dịch bệnh, vừa thuận tiện trong việc tìm kiếm đầu ra. Hiệu quả được thể hiện rõ nét thông qua mô hình chăn nuôi bò sữa của nhà nông Đỗ Xuân Hoài ở xã Đinh Lạc, huyện Di Linh. Rút kinh nghiệm thực tế từ nhiều mô hình trong tỉnh, ông Hoài đã có những giải pháp đầu tư chăm sóc đàn bò sữa theo quy trình Việt Gáp, khoa học, tăng cường liên kết nhằm thuận tiện cho việc tìm kiếm đầu ra. Nhà nông Đỗ Xuân Hoài là một trong những người tiên phong trong chăn nuôi bò sữa theo tiêu chuẩn Việt Gáp ở huyện Di Linh. Ngay từ khi bắt đầu triển khai chăn nuôi quy mô lớn, ông Hoài đã quy hoạch chuồng trại khoa học với trang thiết bị đảm bảo. Do vậy mà khi áp dụng quy trình chăn nuôi bò sữa Việt Gáp, gia đình ông Hoài chỉ bỏ thêm ít tiền để thiết kế lại hệ thống vệ sinh, hầm biogas, hố ủ phân. Còn các yếu tố kỹ thuật khác như dinh dưỡng, chăm sóc cho đàn bò sữa, gia đình ông đều đạt tiêu chuẩn. Đến nay, đàn bò sữa của gia đình ông Hoài đã đạt gần 50 con, mỗi tháng cho doanh thu hàng chục triệu đồng, trong đó lãi ròng 40%. Với việc áp dụng Việt Gáp, sữa tươi của gia đình ông Hoài luôn đạt loại 1, được thu mua với giá cao 14.000 đồng một ký. Cùng với việc đầu tư chăn nuôi theo quy trình Việt Gáp, nhà nông Đỗ Xuân Hoài còn tham gia hợp tác xã chăn nuôi bò sữa Đinh Lạc, để vừa kịp thời cập nhật nhiều thông tin liên quan, nhất là kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến, vừa thuận tiện trong việc định hướng đầu tư và ổn định thị trường tiêu thụ. Còn đây là mô hình dâu tầm cho thu nhập khả quan của nhà nông Bùi Thị Xoan ở xã Tân Văn, huyện Lâm Hà. Diện tích này trước đây được trồng cà phê. Để ổn định thu nhập, bà Xoan đã chuyển sang trồng dâu kết hợp nuôi tầm. Với quy trình sản xuất ngày càng hoàn thiện, cộng với đó là giá cán tầm thời gian gần đây luôn ở mức cao, dao động từ 180 đến trên 200.000 đồng một ký, đã giúp hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng nói trên phát huy hiệu quả, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Đây là vườn dâu S7 rộng khoảng 2,5 sào của nhà nông Bùi Thị Soan. Trong điều kiện thâm canh, giống dâu siêu lá này cho năng suất có thể đạt từ 30 đến 40 tấn một hecta, tăng khoảng 70% so với các giống dâu cũ. Để đạt năng suất cao như thế, việc đầu tư chăm sóc phải khoa học. Theo đó, ngoài việc làm cỏ, nhà nông Bùi Thị Soan còn ưu tiên sử dụng các loại phân hữu cơ với liều lượng bón hàng năm khoảng từ 15 đến 20 tấn. Phân hữu cơ chủ yếu bón trước hoặc sau khi thu hoạch 15 ngày. Với các loại phân vô cơ, chủ vườn đã chia làm nhiều lần để tăng hiệu suất sử dụng. Sau khi bón phân, tưới nước 1 đến 2 lần để cây dễ hấp thụ. Với kỹ thuật chăm sóc cây dâu đảm bảo như thế, đã giúp bà Soan chủ động nguồn lá dâu nuôi từ 7 đến 8 lứa tằm mỗi năm. Mỗi lứa nuôi từ 1,5 đến 2 hộp tằm. Những tuần gần đây, giá cán tằm tăng cao, thậm chí có thời điểm đạt đến trên 240.000 đồng một ký cán, đã giúp gia đình bà Soan có thu nhập bình quân 20 triệu đồng mỗi lứa kéo dài trong vòng 15 ngày. Thưa bà con, cũng như nhiều địa phương ở khu vực Tây Nguyên, huyện Iagrai của tỉnh Gia Lai có nhiều điều kiện thuận lợi để thâm canh cà phê theo hướng hàng hóa. Nhằm giúp bà con nông dân địa phương sản xuất cà phê bền vững, Nông hội trồng cà phê bền vững 4C đã được thành lập tại thị trấn Iaka. Sau gần một năm đi vào hoạt động, thì nông hội này đã từng bước phát huy hiệu quả, giúp các thành viên thay đổi tập quán canh tác, nâng cao giá trị của hạt cà phê. Gia đình ông Nguyễn Ngọc Kết ở thôn Thắng Trạch 2, thị trấn Iaka, có 3 hecta cà phê trồng từ năm 2000. Trước đây, do canh tác cà phê theo kinh nghiệm, nên chi phí đầu tư cao và năng suất chỉ đạt 2-3 tấn nhân trên 1 hecta. Năm 2021, khi tham gia Hội Nông dân trồng cà phê bền vững 4C, ông Kết được hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc cây trồng cùng nhiều thông tin nông nghiệp liên quan để định hướng đầu tư cho phù hợp. Dựa trên nền tảng đó, nhà nông Nguyễn Ngọc Kết đã đẩy mạnh ứng dụng khoa kỹ thuật vào sản xuất, tăng cường bón phân hữu cơ, sử dụng chế phẩm sinh học thay thuốc trừ sâu, thu hoạch đúng kỹ thuật. Nhờ vậy, cây cà phê sinh trưởng và phát triển tốt, ít bị sâu bệnh, năng suất ổn định hơn 4 tấn nhân trên 1 hecta. Nông sản đảm bảo chất lượng, ngoài thuận tiện trong việc tìm kiếm đầu ra, ông Kế còn được cộng thưởng thêm từ 100 đến 200 đồng một ký. Với hiệu quả mang lại khả quan, Hội Nông dân thị trấn Iaka đang tiếp tục tạo điều kiện cho bà con nông dân tham gia Nông hội trồng cà phê bền vững 4C, xây dựng sản phẩm cà phê sạch thành sản phẩm OCOP. Thông tin về sản xuất, kinh doanh các loại cây ăn trái sẽ tiếp nối chương trình. Thưa bà con, để đa dạng cơ cấu sản xuất, trong những năm gần đây, bà con nông dân ở nhiều địa phương trong cả nước đã đầu tư phát triển các loại cây ăn trái. Theo Cục Trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, trong quý 2 năm 2022, tổng sản lượng 8 loại cây ăn trái chính tại vùng Nam Bộ, bao gồm thanh long, chuối, xoài, mít, bưởi, sầu riêng, dự kiến đạt hơn 1,2 triệu tấn. Sản lượng các loại cây ăn trái tại vùng đồng bằng sông Cửu Long dự kiến đạt hơn 943.500 tấn, còn tại vùng Đông Nam Bộ ước đạt 246.600 tấn. Trong đó, cây thanh long có sản lượng hơn 144.600 tấn, tập trung tại các tỉnh Long An và Tiền Giang. Chuối khoảng 277.200 tấn, xoài hơn 147.000 tấn, tập trung tại Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang. Dứa 142.800 tấn, mít 141.700 tấn, tập trung nhiều tại Tiền Giang, Hậu Giang. Sầu riêng 141.500 tấn, tập trung nhiều tại Tiền Giang, Đồng Nai. Lượng trái cây cần thu hoạch và tiêu thụ trong quý 2 là rất lớn. Hiện nay, khi đầu ra xuất khẩu một số loại trái cây còn gặp khó do dịch COVID-19, thì việc đẩy mạnh các hoạt động bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm tại nội địa là rất cần thiết nhằm giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm. Thưa bà con, theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện cả nước có hơn 1 triệu hecta cây ăn trái, trong đó vùng đồng bằng sông Cửu Long chiếm gần 40% diện tích. Vâng, và trong những năm qua, thì diện tích trồng cây ăn trái tại vùng đồng bằng sông Cửu Long đã liên tục tăng mạnh. Nếu như năm 2010, toàn vùng chỉ có khoảng 287.300 hecta cây ăn trái, thì đến nay đã tăng lên hơn 377.000 hecta và còn tiếp tục tăng. Và trước nhu cầu đa dạng của thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu, vấn đề nâng cao chất lượng nông sản, đẩy mạnh liên kết đã được đặt ra. Để giúp nông dân nâng cao hiệu quả trồng cây ăn trái, ngành chức năng tại các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đang tích cực tăng cường tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, thích ứng biến đổi khí hậu, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tăng cường liên kết theo chuỗi, kịp thời khắc phục những hạn chế trong khâu bảo quản, chế biến nhằm giảm áp lực tiêu thụ khi trái cây bước vào rộ mùa thu hoạch và nâng cao được giá trị gia tăng. Các địa phương trong khu vực đã và đang tích cực hỗ trợ nông dân
trong kết nối cung cầu, mời gọi các doanh nghiệp tham gia liên kết, bao tiêu sản phẩm trái cây cho nông dân và đầu tư phát triển các nhà máy chế biến, bảo quản trái cây. Cùng với sự quan tâm của nhà nước trong đầu tư phát triển hệ thống thủy lợi, nông dân cũng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, ưu tiên sản xuất rải vụ, nghịch mùa để nâng cao hiệu quả sản xuất. Thưa bà con và các bạn, hiện nay trong tổng số trên 173.000 hectare cà phê, thì diện tích cà phê chè chiếm trên 15%, được trồng tập trung tại thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương. Do ảnh hưởng của hình thái thời tiết nắng mưa thất thường, nên tình trạng cà phê bị bọ xít muỗi gây hại tương đối phổ biến. Bà con cần có giải pháp quản lý đối tượng gây hại trên hiệu quả, để không làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng trái cà phê chè về sau. Khác với cây cà phê Robusta được thâm canh phổ biến tại nhiều địa phương trong tỉnh như Bảo Lộc và các huyện Di Linh, Bảo Lâm, Lâm Hà, Đam Rồng, thì cây cà phê chè hay còn gọi là cà phê Arabica chỉ được canh tác ở những khu vực có độ cao trên 1.000 mét so với mặt nước biển, nhiệt độ mát, hơi lạnh. Chính những đòi hỏi đó mà cây cà phê chè được trồng nhiều tại thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương. Với quy trình canh tác và mức độ đầu tư ngày càng đảm bảo, chất lượng cà phê chè Lâm Đồng luôn vượt trội, năng suất đạt bình quân 3 tấn một hecta. Những tuần gần đây, tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Đà Lạt và các huyện lân cận, thường xuyên có mưa, cây cà phê lại được bà con nông dân thâm canh với mật độ khá dày, nên bọ xít muỗi trong các vườn cà phê tương đối phổ biến. Tuần qua, toàn tỉnh có gần 1.300 hecta cà phê chè bị bọ xít muỗi gây hại, tỷ lệ dao động từ 17,4 đến 28%. Cà phê chè này thì chủ yếu là bọ xít thôi. Nếu mà không xịt thuốc xịt bọ xít này thì chắc là dần là ngưng cà phê ngưng. Cái đọt khô hết rồi xong rồi bắt đầu 2-3 năm mới là trở lại. Bọ xít muỗi gây hại bằng cách chích hút nhựa lá non, chồi non, làm cho những bộ phận nói trên khô đen và biến dạng, làm ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây. Để quản lý đối tượng này, bà con nông dân cần trồng với mật độ vừa phải, không trồng quá dày, thường xuyên tỉa cành tạo tán, loại bỏ cành tăm, cành vô hiệu để cây thông thoáng, tạo môi trường bất lợi cho bọ xít muỗi. Vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ dại trong vườn cà phê, phát quang bụi rậm quanh vườn nhằm hạn chế nơi cư trú của bọ xít muỗi. Với những vườn cà phê đã bị bọ xít muỗi gây hại, bà con cần bổ sung phân bón để cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cây phục hồi. Và những cái khu vực nào chúng ta phòng trừ thì chúng ta nên là vận động những cái hộ xung quanh cũng phòng trừ chung cái khu vực mà đã bị nhiễm bọ xít muỗi. Nếu mà chúng ta sử dụng biện pháp đơn lẻ cũng như là chúng ta phòng trừ một cái diện tích nhỏ thì cái hiệu quả không cao, cũng nên thường xuyên là thăm đồng, đặc biệt là các cái thời điểm sau khi bón phân một tháng thì cà phê nó sẽ ra đọt non thì bọ xít muỗi sẽ gây hại vào những cái thời điểm này, nên chúng ta phải bón phân cân đối, đặc biệt là tỷ lệ lăng và tỷ lệ đạm và kali cao để giúp cho cây có cái sức đề kháng tại một số cái sâu cũng như là bệnh. Với những nhà nông trồng cà phê chè, bọ xít muỗi là đối tượng gây hại không mới. Tuy nhiên, để có giải pháp quản lý hiệu quả và khoa học là chuyện không hề đơn giản, đòi hỏi nhà nông phải áp dụng một cách đồng bộ giải pháp phòng trừ tổng hợp mới mong có được kết quả như mong đợi. Hy vọng với những khuyến cáo trên đây, bà con nông dân đã có thêm nhiều thông tin cần thiết để quản lý bọ xít muỗi gây hại cà phê chè hiệu quả và khoa học. Chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Bà con và các bạn quan tâm đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829930. Đến đây Hải Yến và Kiều Anh xin nói lời chào tạm biệt.